Hi, Miss xin chào các bạn. Tiếp tục với phần 100 most common verbs in English, 100 động từ thường gặp nhất trong tiếng Anh. Số 71 của mình ha, giải thích. Explain. Explain. Explain, giải thích ha. I'll explain this to you later. Tôi sẽ giải thích điều này cho bạn sau. I'll là viết tắt của I will nha các bạn nhé. Sau will thì mình sẽ cộng với lại động từ nguyên mẫu ha. Explain cái gì cho ai? To somebody. Nhớ giới từ nhé. I'll explain this to you later. Could you explain how this machine works? Bạn có thể giải thích cái gì đây, máy móc này ha. Nó sao làm việc như thế nào được không? Ý là kiểu tôi không biết cách sử dụng đó, thì bạn chỉ tôi cách sử dụng. Ý là cách nó làm việc như thế nào ha. How cái gì đó work, được chưa? Sao could you, mình nhớ sao mình sử dụng could you hay can you là kiểu đề nghị ai đó làm gì cho mình ha, được chưa? Nhưng mà could you thì nó lịch sự hơn một chút. Bạn là could you hay là could you cũng được. Thường d dài, d với y dài thì nó sẽ thành chữ ja, như kiểu từ job các bạn nhé. Could you cộng đầu từ nguyên mẫu ha. Could you explain how đã this cộng nhân từ số ít nha. This machine, this cộng nhân từ số ít thì nó sẽ là một chủ ngữ số ít, thì nhớ động từ thêm s nha. Could you explain how this machine works? Thay đổi nè, change, hơi khó phát âm nhá, change, hơi chu mỏ, giật đầu giật cuối luôn, nhưng mà âm cuối thì rung cổ họng nhá, change, thay đổi. I wonder if it is possible to change the interview time. Tôi tự hỏi rằng không biết là nó có thể, tức là không biết là có được không nếu mà mình thay đổi cái gì đây, cái thời gian phỏng vấn nha các bạn nhớ. Câu này là kiểu một cái câu hỏi kiểu dò dò, giống kiểu như ý mình muốn hỏi. Nếu mà mình kiểu bình thường mình có thể hỏi thẳng là could you, ví dụ could you change the interview time, can you change the interview time, nhưng mình lịch sự thì mình hỏi là kiểu mình không chắc chắn đó, mà mình kiểu nói nó dẹp, nó tránh, nó nhẹ nhàng vậy thôi ha, để cho nó không có mang cái tính ra lệnh hay là yêu cầu nhiều, thì mình sẽ dùng như vậy. I wonder if it is possible, tôi tự hỏi là liệu có được không hả. I wonder if it is, thối vô nhá, if it is, if it is. I wonder if it is possible to change the interview time. She wanted to change clothes before the meal. Cô ấy gì đây, muốn thay đồ hay là thay quần áo trước khi, tức là trước bữa ăn, tức là kiểu chắc là muốn sửa soạn cho đẹp đó các bạn. Before the meal, change clothes. Change clothes. She wanted to change. Nhớ là want to cộng đồng từ nguyên mẫu nha. Cái việc này là cô Huyền đã lấy ví dụ là nó xảy ra trong quá khứ rồi ha. Thì want thì phải wanted nhé. She wanted to change clothes before the meal. Ủng hộ, hỗ trợ ha. Support. Support. Which football team do you support? Ý là bạn ủng hộ cho đội nào, bạn team đội nào đó ha. Which football team do you support? Football team là gì đây? Đội đá banh á ha. Rồi, ví dụ cuối cùng nè. My wife has supported me through many difficulties. Vợ tôi đã hỗ trợ hay ủng hộ tôi qua nhiều những cái khó khăn ha. Difficulty ha. Đây là dạng số nhiều, so many ha, nên mình đổi nha. Bản thân cái từ gốc nó là T với Y dài, nhưng bây giờ mình đổi thành số nhiều thì sẽ là gì đây? Bỏ Y dài thêm Y ngắn và ES các bạn nhé. Many difficulties ha. Through many difficulties, qua nhiều kiểu khó khăn thăng trầm đó ha. My wife has supported me
through many difficulties. Hiện tại hoàn thành nhé. Have has cộng verb 3. My wife thì số ít nên mình dùng has. Đó. Nói chung là cứ cái gì mà he, she đem từ số ít thì mình sẽ dùng với lại has nha. Bởi vì has có đuôi s mà. Được chưa? Còn lại sẽ dùng với have. Đó. Thì cái việc này là ở, tức là trước đó tới giờ ha, và có thể trong tương lai vợ đã vẫn luôn luôn gì đây ủng hộ tôi ha, cái khó khăn gì vợ cũng luôn bên cạnh đó. My wife has supported me through many difficulties. Again nha, giải thích, explain. I'll explain this to you later. Could you explain how this machine works? Change, thay đổi. I wonder if it is possible to change the interview time. She wanted to change clothes before the meal. Ủng hộ, hỗ trợ, support. Which football team do you support? My wife has supported me through many difficulties. Okay, that's our goodbye. See ya!